Hiện tại là đang là 8 giờ sáng ngày 2 tháng 9 năm 2019. Chào mừng quý vị quay trở lại với kênh YouTube của Đồ Cổ Thùng Thám. Trên màn hình hiện tại là chúng tôi hoàn thiện xong một bộ sập thờ chất liệu gỗ hương Việt Nam Phi. Bộ sập thờ chúng tôi hoàn thiện theo đơn đặt hàng của anh Tuyến tại Mỹ Đức, Hà Nội. Đây là một sản phẩm hàng VIP và cực kỳ đặc sắc. Dạ dày 8 phân liền khối và đục tay. Anh thử chúng tôi là cách đây cũng một thời gian là tầm 3-4 tháng thôi. Hôm nay chúng tôi hoàn thiện và anh đã lên xem và ký duyệt rồi. Thì tôi có quay lại một video clip để giới thiệu đến quý vị khách hàng có thể tham khảo mẫu sập thờ này. Đây là mẫu sập thờ Mai Điểu, chân 20, kích thước là 197 x 117, hàng cực kỳ là dày dặn. Đây là tổng thể sản phẩm đây, quý vị có thể thấy. Và bao gồm một chiếc bàn cơm nữa. Đi về đường nét chi tiết hơn thì tôi giới thiệu cho mọi người. Cái phần đặc sắc nhất thì có thể nói đến là chiếc dạ này. Dạ này là dày 8 phân liền khối và tất cả những phần hoa này là được liền khối hết. Những phần hoa này liền khối hết, chúng tôi moi móc kênh bóng này là phần hoa là liền khối nhé, vậy nhé. Chỉ chắp duy nhất là đầu rơi thì chúng tôi chắp nổi lên một chút thôi. Đây, quý vị có thể thấy như đây. Phần cái cổ này chỉ nó rất dày. Phần hoa là liền khối đục ra chứ không có chắp ghép. Đục tay 100%. Cực kỳ là đẹp luôn. Đây sản phẩm chúng tôi là để mộc. Chưa hoàn thiện lên, khi hoàn thiện lên là đẹp. Rất là đẹp. Chân 20. Phần phần quân tranh mặt thì là dày 4 phân. Khoán 1 phân 6. Và phần cổ này cũng là dày 2 phân. Rất là dày dặn và chắc chắn. Sản phẩm cực kỳ là VIP luôn. Đấy, tôi quay góc nghiêng này quý vị thấy này, rất là đẹp. Toàn bộ là đục tay và moi đất một mảnh gỗ dày 8 phân để tạo nên một chiếc dạ như này. Rất là giá trị. À còn phần 4 bao lan góc ở trên này như tôi chưa để lên nhé. Phần góc ở trên này. Rất là đẹp. Phần hậu này cũng là được làm dày 5 phân. Dày 5 phân quý vị nhé. Nhưng là chiếc sập thờ này rất là chắc chắn. Phần ván mặt dày quý vị có thể để những cái bộ đồ đồng hoặc đồ thờ nặng lên là rất thoải mái, không nên lo, không yên tâm. Đây là chiếc hở này chúng tôi chưa gắn vào hết, chúng tôi chưa lắp vào hết, chúng tôi chỉ gá tạm đây để quay cho quý vị xem thôi. Khi tôi hoàn thiện lên thì là sẽ hít vào. Kỳ là VIP luôn. Phần cổ thì được đục chạm và nghe chầu cuốn thư. Đấy, hình tượng cuốn thư này là tượng trưng cho văn võ song toàn đấy. Những chú nghe hoa lá tây là chỉ những năm đồng tiền ở giữa này, đồng tiền ở giữa này, tượng trưng cho tiền tài. Và những chữ thọ này thì tượng trưng cho sức khỏe, trường thọ, rất là nhiều ý nghĩa. Phần cổ này là cũng dài liền tấm dài luôn. Anh rất là kỹ tính thì nó lên yêu cầu chúng tôi chọn gỗ rất là đẹp. Rất là đẹp. Để làm một sản phẩm như này thì mất rất là nhiều công. Hai chú chim này vô cùng tình tứ này. Quý vị có nhu cầu thì có liên hệ đến xưởng Đồ Cổ Thùng Thám theo số điện thoại là 0987 510 806, có địa chỉ tại Văn Phúc, Cẩm Khê, Phú Thọ nhé. Việc để xem thêm những dòng sản phẩm khác ở trên website đồgỗtungthám.com. Xin cảm ơn nhé.
tôi sẽ để thêm một số hình ảnh chi tiết ở bên dưới phần mô tả của video, thì quý vị bấm click vào thì xem được chi tiết hơn nữa. Đây, chiếc bàn cơm bên dưới này cũng là làm theo mẫu Mai Điểu, rất là hợp với bộ sập thờ này. Do là ánh sáng tôi quay nó hơi bị dọi thẳng vào ống kính nên là nó sẽ hơi bị lóe một chút, quý vị thông cảm nhé. Rồi, xin chào, hẹn gặp lại những clip khác.